Hôm nay là buổi tiệc mình ăn mừng cái gì? Mình ăn mừng cho đội văn phòng và thầy Tuấn Anh, thầy Chí Đại Vũ, Mr. Chí đã có công sức để mà lùm cái cục vàng vàng trắng trắng xanh xanh gì đấy. Trời, chút xíu để lấy trứng à, đây là nút bạc YouTube nha. Anh mừng hôm nay khui. Wow, bỏ kỹ mình... Hàng mong manh dễ vỡ mình... Mong anh nhẹ tay à, bén bén. Chỉ khui cái này là gì? Trứng là gì? Dạ, dạ. Trời, nút bạc bây giờ đó. Phải nút cương đâu. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mở sao đây Mr. Ben đây. Tìm đập dưới trời. Wow, một, sao có mỗi tờ giấy trời. Có một tờ nút bạc. Một lá thư gọi cho Vũ Chí. Mời anh Đỗ Cao Chí đọc. Rồi, ok, cảm ơn. Và đây là một tờ bịch cho Mr. Ben. Bịch là bịch nào? Bịch cho ổn lại. Rồi. Ngủ lẻ vậy. Ồ. Hay quá. Wow, tập lắm 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 nha. Không, rồi, mình lên bia mình chúc mừng. Wow. Rồi, happy no beer đúng không ạ? 2, 3, wow! Chúng tôi đã nhận được một cái bạc. Vô! Vậy là cấp vụ trước, đứng cao nhất Sài Gòn.